thói quen lành mạnh vào buổi chiều giúp kéo dài tuổi thọ. Tập thể dục. Vào buổi chiều, bạn có thể tập thể dục bằng cách tập trung vào việc phù hợp với chuyển động tự nhiên suốt cả ngày thay vì các đợt hoạt động cường độ cao trong thời gian ngắn. Các bài tập vận động tự nhiên tốt như đạp xe, đi bộ đường dài hay chơi bóng đá. Vận động thường xuyên tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa bệnh tim, kéo dài tuổi thọ, kiểm soát bệnh mãn tính như ung thư và tiểu đường loại 2 thấp hơn. Nạp năng lượng bằng một giấc ngủ ngắn. Những giấc ngủ ngắn có thể tiếp thêm năng lượng và giúp bạn vượt qua cơn uể oải vào buổi trưa và chiều, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Những giấc ngủ ngắn cũng có thể giúp bạn giảm bớt và ngăn ngừa căng thẳng mãn tính. Lưu ý đặt hẹn giờ trong 15 đến 30 phút trước khi đi ngủ. Dành thời gian giao lưu. Chúng ta cần có các mối quan hệ bền chặt với bạn bè và gia đình để có được sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Kết nối xã hội cũng là cách để kéo dài tuổi thọ.